À, này, hôm Dạ. bữa cho con có kể chú Duy nghe là cái căn nhà này nè Dạ. là như thế nào mình không có ở được, con nhớ Dạ. Bữa con nói là cậu hai con trèo tường á. không? Trèo tường hả? Dạ. Là Bữa con là ban ngày hay ban đêm này? dạ ban đêm. Đêm. Dạ. Có trèo ban ngày nữa đúng Dạ. không? Mà À, cái căn nhà này con nè. chỉ nghe bà kể là cậu hai chiều, cậu hai ngủ hai chiều ban đêm thôi, chứ con không biết vậy kể là ban ngày hay ban tối. Là cậu hai trèo tường luôn. Dạ. Là cậu hai ngủ hay là sao mà cậu hai trèo này? Dạ hai nhậu xỉn xong mà hai ngủ. Là cái căn này hả nè? Dạ. Là lúc con về bên đây là con đã thấy căn nhà này chưa? Dạ rồi. Con có vô trong đây lần nào Dạ có, hồi lúc trước con ngủ trỏng á, không? mình ngủ nó không được kỵ, ngủ xong rồi nằm thấy gì không à. Không ngủ không được ngon đúng không? dạ Thấy tầm bậy tầm bạ đúng không? Thấy dạ hình thấy ông này ông kia rồi hả? dạ có nhiều khi con thấy quả chết nữa. Trời, thiệt luôn hả? Dạ Là anh nói thiệt. có thấy gì nữa không? Dạ con giật mình, con Giật thấy mình vậy, vậy quả đang nằm ngủ mà cho trong giấc mơ con thấy vậy nằm và xả lai luôn à. không? Còn hôm bữa con thấy con ông kẻ mắt đỏ là ở cửa nào? Dạ không phải ông kẹ mà quỷ Quỷ là ngay cửa từ này ở hả? đây nè, con kể cho chú nghe, là con đi lượm về, là đi lượm xe này về là nó chỉ có như đây như chai thôi, là đẩy vô trỏng xong mà quậy con mới đi ra bật đèn rồi con mới đi ra đây nè, con đóng cửa này lại, con đóng lại rồi xong rồi từ đây nè á, từ ngay chỗ này nè là Có đi đi vô vô qua đây là nguyên mặt nguyên đồ đỏ, xong rồi nó vòng ngược trở lại nó ngó về nè. là nó đứng ngay đây nó ngó vô hả? Dạ À, lúc đó là con chưa đóng cửa. dạ đóng cửa Đóng rồi cửa là con rồi thấy ngay chỗ này nè, tại vì ngay chỗ này nè nó có ngay chỗ này nè, thấy không, à? là mình sẽ thấy rồi, xong có nguyên hai cái răng nanh nó nữa, nhọn đót là bự lắm, nhọn đót mà bự. Là bình thường con đi thôi, con đạp cái xe này, con chở ngoại hả? Dạ có bữa con chở, có bữa hoài không chịu cho con chở. Con đạp nổi không? Dạ nổi. Cái căn nhà này nè cả nhà, mặc dù đây là cái căn nhà của gia đình của ngoại xây nhưng mà không thể ở được. Hoài con thờ nhiều lắm á mà cũng vậy à. Vậy hả con? Dạ vô đây nó thở không nổi luôn á. Thở không Nè nổi hả? thấy không, ông địa nè, ông cóc nè, bà cố nè, Phật Đâu? mẹ nè. Trong đây hả? Dạ nè con mở đèn cho chú coi. Mỗi lần con vô đây con có xin phép không? Dạ con đi vô con thấy bình thường nè, có bà cố, có Phật mẹ, có ông địa, có hai ông địa, có một ông cóc, hai ông cóc luôn. Đây ông địa đây. Có Phật mẹ Quan Âm nữa hả? Dạ Phật Bình mẹ thường quan con vô đây âm. con có xin phép không? Dạ Con không. xin phép người trong đây để mình vô á. Dạ không, con đi vô bình thường. Cái niệm này của ai này? Dạ niệm này là của cô Út mà bà quả tính dục quả tiết vừa để lại á. Đúng hả? Dạ. Còn dưới đây là cái gì, phòng với có ai phòng nữa không? Dạ dưới đó không có ai dám ở, còn cái tô, còn có cái tô con ăn xong rồi để đó luôn. Trong đây phòng này của ai này? Dạ phòng của dì Tư hồi khúc mà dì Tư xém bị Covid á, xong về xong gọi cho dì Tư vô trỏng dì Tư ở. Dì Còn dưới Tư còn đây cái phòng bếp hả? dạ có, còn có một cái bếp ga này là của người ta cho ngoại nhưng mà xài không được tốt lắm, cái này nè là người ta cho ngoại, cái bình này là ngoại mua tới 200 mấy lận Đây toilet nè cả nhà. cho nên là không ai dám ở trong này hết. Có vẽ nữa nè, Vẽ này hình ai hình vẽ? vẽ này á, là của em con vẽ, còn trong này là của dì Tư con ở, một bữa dì Tư con về đây ở rồi xong rồi dì Tư con để đó luôn. Ở đây có thợ Dạ. là cậu hai trèo tường đây hả? Dạ. Vô trong đây chú Duy mở một ngày là chú Duy phát điên. Chắc mình vô mình phải xin phép mà người ta mới cho mình vô. Này cả nhà, căn nhà thật sự là người bình thường vô thì cảm giác rất là lạnh á. Này tắt đèn đi con. Con thấy nó nực. Nực đúng không, nóng á, tại ở trên này to nè. Này
Thấy không con, trên đây to không mà, nên nó nóng á. Mà bên nhà về tôi con có xây một cái gác á, ở trển nó không có cảm giác nóng gì hết, ở lâu mới cảm giác nóng. Mà vô trong này ở một tiếng, hai tiếng gì đó là cảm giác nóng liền. Ừ. Ở ngoài, cái căn nhà trong kia đó con thấy á, là mình xây đó là nhà của mình hay sao ngoài? Nhà mình. Nhà mình hả? Mà sao không chỗ đó ở mà ngoại ở này, ở trong cái căn nhà ở đây với lại ngủ ngoài cái mộ ngoài kia? Trong trọng là dung linh lớn quá, không có vô được, không ai vô được. Không ai vô được hả? Là mình có gặp lần nào chưa ngoại? Có gặp ngoại gì rồi, con nít khóc nữa. Nít khóc hả? Nít khóc ở trong buồng mà đang chạy chiếu á. Trong buồng á, nhỏ cái thứ tư ngủ á, vô trọng nó cũng nghe luôn, dội ra luôn. Nhà trong nhà có tiếng khóc? Rồi kêu cúng kiến là cũng vậy. Nó không cúng tôi, tức mình quá, tôi thờ bà mẹ đó. Dạ. Ngay đó, nó không lúc nhanh cũng chạy vô đốt, đốt mình ở cũng không được, cũng bỏ đi rồi. Là giờ trong đó còn không à? Còn chiếu lộ trong trọng, còn với động bộ đồ nó luôn, bỏ chạy ra luôn, giờ còn bộ đồ nữa. Là hồi đó nhà trọng là mình ngoại ở nè, rồi anh hai ở, rồi nị ở luôn hay sao? Nó là hồi đó khúc nị chưa có. Chưa có nị? Chưa có về. Dạ. Nị còn bên ba. Là cái buồn đó là buồn của tôi. Rồi xong chú rồi là nhỏ thứ tư, nó lớn rồi mới để cho nó. Dạ. Nó ngủ cũng đâu được, có chồng về ngủ cũng không được. Anh hai ngủ được không ngoài? Không, thằng Cường vô cũng ngủ, nó làm mèo nó trèo tường á. Là sao ngoài? Mèo bắt trèo tường vòng vậy nè. À, là anh hai trèo lên tường luôn hả? Mà không rớt nha. Không rớt. Trèo đi tường đi vòng, y như hát xịt. Vòng vòng cái nhà luôn. Gấp vòng đằng tay nắm đi từ. Là đó bằng lúc đó bằng ngày hay bằng đêm ngoài? Bằng ngày luôn. Bằng ngày. Tôi đi rác. Tôi đi rác cho anh ta. Cái điện thoại kêu đi về. Về cái kêu nó xuống nó không xuống. Dạ. Rồi cái thằng chủ xe rác á. Dạ. Mới là mua đồ về cúng. Cúng giải. Cái quắt nó xuống từ. Mà ha. Nó buông tay nó rớt xuống một cái bịch mà không sao. Không sao luôn. Không. Từ trên nóc nhà, đằng tay nóc nhà mà rớt xuống cái bịch luôn. Mà nó không sao, im đè. Là anh hai bị mấy lần vậy ngoài? Nó bị trong trọng là 3 lần. 3 lần y vậy luôn? Y chưa từng không. Là bây giờ là không ai dám vô trong đó ngủ luôn. Và cái tá cường thằng Lèo, thằng Út. Út. Út ngủ cũng không được luôn. Đi ra trên trước. Dạ. Rồi mình ở ngoại, con hỏi ngoại cái là mình... Từ lúc mà mình phát hiện cái căn nhà như vậy rồi mình ra đây mình ở là bao nhiêu năm rồi ngoại? Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Ở trong đó là cho bằng cắt lên là không được ở một ngày nào á. Vậy luôn hả? Ừ. Ở không có được. Nhưng mà cái đất là của mình hay sao? Nhà mình. Đất của mình luôn. Mà vô trong thì cắt lên mừng lắm. Mà không được nằm nghỉ cho nó sướng lưng tại sao. Cũng không được luôn. Lần nào. Thẹt. Không ở được lần nào. Mình có cầu nguyện cái gì mà mình chưa trả lễ không ngoài? Ngoài có nhớ không? Có nhớ mình có cầu nguyện gì mà mình chưa trả lễ cho người ta không? Có à, có cúng đồ heo rồi. Có cúng à? Rồi cúng cá đồ đi giáp vòng rồi đem dục ngã ba đồ nữa. Có rồi đang nhiều khi luôn. mình có giái cái gì đó, mình cầu nguyện cái gì đó, dù mình mà mình trả lễ không có đúng cái vật mà mình cầu nguyện á thì có thể là người ta không chịu á. Chắc lâu quá rồi. Có cúng mà cũng không hết. Dạ. Cho nên á, trong tâm á, anh nói là phải tôi mà có cái nhà riêng. Dạ. Xây bà mẹ cho bự vậy nè. Dạ. Rồi tôi đi lượm về, cái thời gian tôi nó rảnh á, để mà ngồi mình tụng kinh Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng để xác đi, giờ nó nặng nề. Dạ. Quá. Mà dạ. Trong nhà không cho, trong nhà nó sợ tôi làm không tròn nhiệm vụ nó sẽ giặt mẹ nữa. Dạ. Thành nó không cho, chứ là muốn để bà mẹ, để mà mình ngồi, để mình thanh thản. Dạ. Đó, trong lương tâm bây giờ quyết định vậy á. Con thấy ngoại là ngoại uống cà phê không mà ngoại không ăn cơm luôn. Nhưng mà ngoại có ăn rau, ăn củ được ngoại? Ăn rau thì được. Cái này là ngoại uống cà phê mà ngoại không ăn cơm là cách đây bao nhiêu năm rồi ngoại nhớ không? Lâu lắm rồi, 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm rồi. Thèm cơm lắm nha, mà ăn cũng được.
tôi giấu luôn á. Giấu luôn á. Dắt cơm cục gì nè, giấu ăn mà ăn không được. Ăn không được luôn. Bỏ ngày mai nó mất luôn. Là thế có, tôi có giấu. Cái lần cuối cùng mà ngoại phát hiện là mình không ăn cơm được, lúc đó là lúc nào ngoại? Cũng không nhớ nữa, lâu lắm mà. Thèm cơm lắm. Thèm thịt lắm, ăn không được. Không ăn được đúng không? Ăn không được. Là mình ăn vô mình ói ra hay sao ngoại? Không ói, nó nhức đầu. Nhức đầu. Mình đâu có ăn gì được đâu, mình ói được. Dạ. Nó nhức đầu. Nhức đầu. Là lúc mà ba mấy năm trước là bằng cái tuổi của anh hai luôn hả ngoại? Vậy là lúc mà lúc đó là anh hai ra đời chưa ngoại? Hai ra đời rồi. Ra đời rồi. Là không ăn luôn. Dạ. Hồi nãy con có nghe ngoại nói là lúc mà ngoại mang bầu anh hai là ngoại cũng không ăn cơm được luôn. Ăn điều. Ăn hạt điều với lại ổi hả ngoại? Ăn trái điều chứ không phải là hạt điều. À, ăn trái điều với lại ổi để mà có sữa cho anh hai bú. Rồi. Còn con này tôi được đi mất lúa. Dạ. Mất lúa về nhà. Về nhà để mà bán mà mua sữa rồi cho nó bú. Dạ. Con này còn thở đỡ. Còn thằng Cường đa số toàn ăn củ mì, ăn trái điều không. Không ăn cơm, không ăn thịt được luôn. Thèm lắm mà ăn không được. Giấu ăn luôn mà ăn không được. Tại mình thề mà. Phải thề sao? Mình thề là mình không ăn thịt cá. Vậy hả? Ăn vô là cho tôi nhức đầu chóng mặt. Vậy mà thật sự là đúng như luôn. Nhưng mà lúc đó là cái sự cố như thế nào mà ngoại lại thề như vậy? Khổ. Khổ không, quá. Không có ăn. Không có ăn. Rồi mình có được một miếng. Dạ. Mình để dành cho con, cho chồng rồi mình ăn. Dạ. Để mình nhịn đi. Dạ. Rốt cuộc là mình nhịn là bây giờ nhịn luôn, mình ăn đâu không được. Ăn không được luôn. Là hôm nay là ba mươi mấy năm rồi. Không ăn cơm. Chỉ có uống cà phê với lại ăn rau muống rồi cải này kia thôi. Thèm lắm mà ăn không được. Một ngày ngoại uống bao nhiêu ly cà phê như vậy ngoài? Nhiều lắm. Có bữa con Quang thấy ngoại uống cái ly bự này luôn. Đây này, đây nè. Chục ly luôn á. Hai mấy ba chục ly luôn hả? Mà đói khát nước gì cũng đói luôn. Trời ơi. Nhưng mà con thấy ngoại có một điều nha. Là ngoại không ăn cơm. Nhưng mà cái cơ thể của ngoại nè. Tuy là cái sức khỏe ngoại yếu thật. Nhưng mà cái hình thể của ngoại á, nó không có gầy, nó không có gọi là nó ốm yếu giống như những người mà thiếu dinh dưỡng. Ngoại có thấy vậy không? Này là bữa có vô nước biển Tàng ơi. Vậy hả? Vô nước biển là về nhà mình mẩy như vậy nè. Dạ. Nó phù luôn cái bụng rồi. Đó. Là bữa tính là đi mua thuốc uống mà người ta không chịu, tao kêu đi bệnh viện. Mày có hỏi có vô bệnh viện nước không? Tao nói vô bệnh viện với nước. Thôi không có được đâu, kêu đi xuống bệnh viện dưới. Dạ. Mà bệnh viện dưới tiền đâu mình đi. Dạ. Mà nó không có đi. Vậy là cái căn nhà ông trọng là ba mươi mấy năm nay, từ lúc mình cấp tới giờ là mình không ở được không? Không được. Mình nói cắt lên là mình sướng cuộc đời mình lắm. Dạ. Về nhà có chỗ mình nghỉ ngơi rồi. Mình muốn nằm đâu được mình nằm. Dạ. Dưới nền mà mình cũng không được đặt lên luôn. Dạ. À, anh hai ơi, anh hai mới đi làm về hả? Mới đi làm về tới. Dạ, hôm nay anh hai đi làm cái gì ạ? Đi làm rác. À, đi phụ người ta hả anh hai? Dạ. Anh hai thì em có nghe ngoại kể là cái căn phòng này nè. Là anh hai với lại ngoại với lại mấy anh chị em trong gia đình là không có vô ngủ được đúng không hả? Đúng rồi. Thì ngoại có kể em là anh hai cũng đã từng bị gặp một số vấn đề ở trong cái căn phòng này. À, thì cụ thể là anh hai bị như thế nào, anh hai có thể chia sẻ với em được xíu được không? À, cụ thể là do trong nhà nằm không được, nằm dạ. Một hồi là nó hành, nó giật lên là đi trên mái nhà không à. Là đi trên cái mấy tường hả anh hai? Đi từ dưới tường đi lên mái nhà đu kèo vậy đó. Dạ. Chuột đi sau là mình đi vậy luôn. Vậy luôn anh hai? Là lúc mà mới cất cái căn nhà này lên tới giờ luôn hay sao anh hai? Mới cất lên tới giờ luôn. Thì ngoại có kể là từ lúc mà mới cất tới giờ là chưa có một ngày nào mà được sống gọi là bình an ở trong cái căn phòng. Đúng rồi. Chẳng là ra mã ra đồng ngủ vậy mà không dạ. Sao hết. Vậy là nhưng mà theo em biết ngoại kể là cái căn nhà này cũng do là chính mình cất lên và cũng trên là cái mảnh đất của mình. Đúng rồi. Là mảnh đất của gia đình mình luôn, chứ không phải là mảnh đất của nhà mồ hay là của bên cái khu nghĩa trang này. Dạ. Là anh hai cũng đã từng mà anh hai bị mấy lần anh hai nhớ không anh hai?
4-5 lần. 4 lần là bị ban đêm hay là ban ngày anh hay? Ban ngày. Ban ngày luôn hả? Có ban đêm anh hay dám ngủ không? Không. Trời ơi. Rồi ok, em cảm ơn anh hai rất là nhiều ha. Dạ. We'll be right back.